những phong tục truyền thống của Tết Việt, từ lễ dân hương cầu nguyện, ngưỡng vọng ông bà cho đến tục cúng giao thừa đều được tái hiện một cách sinh động tại lễ hội Tết Việt được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện về sự tích bánh chưng bánh dày, cây nêu ngày Tết cũng được kể lại thông qua nhiều hoạt động vui nhộn. Lễ hội cũng là cơ hội cho các gia đình du khách tham gia trải nghiệm các phong tục Tết Việt. Đây là một cái hoạt động mà rất là hay, rất là bổ ích dành cho chúng tôi, để chúng tôi có thể là được trải nghiệm một cái trải nghiệm cái không khí Tết chưa bao giờ được gặp như thế này. Và ai sau những cái sự kiện này thì chắc chắn là sẽ là yêu quê hương, yêu cái phong tục tập quán của đất nước mình hơn. Thì nó sẽ giúp ích rất tốt cho các thế hệ trẻ về sau này, cũng như là cho những cái người đã từng trải qua nhiều cái Tết ở trong quá khứ để nhớ lại những kỷ niệm thời xưa. Chưa bao giờ không gian gia đình Tết của ba miền Bắc Trung Nam lại được tái hiện một cách công phu thông qua các ngôi nhà cổ, thể hiện những không gian tưởng nhớ và thờ cúng tổ tiên, ông bà trong lễ hội của người Việt như tại sự kiện này. Các nghi thức được tái hiện một cách hấp dẫn, dễ hiểu nhưng đầy tính sáng tạo, nghệ thuật. Mâm cỗ ngày Tết được các nghệ nhân thực hiện ngay tại không gian nhà gỗ mỗi miền, giúp các thế hệ thanh niên trẻ thêm tự hào về văn hóa dân tộc Việt Nam. Cho dù các em, các cháu có đi đâu xa thì cuối năm cũng trở về để cùng gia đình đoàn tụ và ăn bữa cơm cuối năm cùng gia đình. Đó là cái nếp nhà, đó là ý nghĩa của mâm cỗ cúng và cũng là ý nghĩa của bữa cơm đoàn tụ gia đình vào những ngày cuối năm. Là điểm khởi đầu mới nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam, lễ hội Tết Việt năm 2020 còn hướng tới đồng hành cùng ngành du lịch, thu hút du khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh qua các lễ hội văn hóa ẩm thực. Chúng tôi mời rất là đông đảo những nhà nghiên cứu, các cái chuyên gia về ẩm thực cũng như là văn hóa để chia sẻ những giá trị cốt lõi truyền thống của Tết Việt. Và chúng tôi cũng thông qua cái lễ hội này để giới thiệu cho những người trẻ, những du khách trong và ngoài nước hiểu hơn và thấy rằng đây là những cái nét đẹp mà phải giữ gìn trong hiện tại và tương lai. Người Việt vốn sống trọng tình trọng nghĩa, tôn trọng truyền thống dân tộc. Qua bao thời gian và đổi thay, nhưng giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa nghìn năm của Tết Việt vẫn được gìn giữ và phát huy. Những sự kiện như lễ hội Tết Việt xứng đáng trở thành sự kiện thường niên, truyền tải những phong tục tập quán mà bất kỳ một người Việt nào cũng nên tìm hiểu và biết đến.